trần nhật phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố houston texas trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi vấn đề xung quanh chúng ta. Chương trình này đáng lý được phát trực tiếp trên Facebook và được phát lại trên YouTube. Tuy nhiên, bên Facebook không có vấn đề không phát được, đành phải phát lại trên YouTube mà thôi. Cáo lỗi cùng tất cả các thính giả ở bên Facebook. Và quý vị, <laughs> trong cái chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay, một tin mà tôi nghĩ rằng là đáng để cho chúng ta bàn thảo và từ cái bản tin này chúng ta thấy được cái tôi gọi là hội chứng Donald Trump đang trở thành một cái nỗi kinh hoàng của giới truyền thông và có thể nói rằng là rất là kinh hoàng và quý vị trong cái bản, bản tin liên quan tới cái chết của O.J. Simpson O.J. Simpson là một cầu thủ football nổi tiếng và ông đã từng bị kết án từ năm 2008 về cái tội cướp và trước đó năm 1994 ông đã bị truy tố tội vi giết vợ nhưng mà được trắng án tuy nhiên sau đó thì ông dính vào một số những cái đơn kiện dân sự và rồi đến năm 2008 tại Las Vegas ông đã bị tội cướp và bị kết án 33 năm tù tức là ông phải ở ít nhất một phần ba ta án tù thì ông mới được ân xá và cho tới năm 2017 thì ông ta được trả tự do và kể từ năm 2017 cho tới bây giờ thì OJ Simpson gần như im hơi lặng tiếng. Ông phải chống chọi với căn bệnh cancer và qua đời vào ngày hôm qua hay ngày hôm kia. Thì cái vị gia đình đã đưa cái thông báo này. Tuy nhiên thì với cái gọi là cái hội chứng Donald Trump, tờ LA Times, tức là tờ Los Angeles Times, trong lúc mà đăng tin về OJ Simpson vẫn để tên ông Trump vô. Và cái vị khi mà để tên ông Trump vô xong thì sau đó họ thấy sai và họ sửa lại họ nói rằng đây là lỗi đánh máy một lát tôi sẽ giải thích lỗi đánh máy cho quý vị và chúng ta thấy rõ ràng quý vị cái hội chứng của ông Trump đang trở thành một nỗi kinh hoàng và khai thác của giới truyền thông khinh tả quý vị tên của Trump đã để sai lạc trong cái bà tờ báo Elitham liên quan tới cái chết của OJ Simpson quý vị cựu tổng thống Trump đã bị đề tên một cách không nghĩa là không có ước tính trước trong cái việc thông báo về cái chết của OJ Simpson. Tờ Los Angeles Times báo cáo cái chết của cựu cầu thủ phúc bảy 76 tuổi và, và và sáng ngày hôm qua và trong đó chi tiết về cái, cái quá trình hoạt động về thể thao của ông ta cũng như là cái việc mà ông ta đã bị truy tố năm 1994 về tội sát nhân tức là tội giết vợ đó quý vị. Tuy nhiên thì một điểm bất ngờ là tên của ông Trump đã nằm trong cái bản báo cáo là nói rằng là ông được trả tự do ra khỏi nhà tù thay vì để Simpson thì họ để tên Trump à, kể, kể, từ khi mà thành phố đã bừng tỉnh sau cái buổi sáng ngày 2, tháng năm 2017 ông Trump đã bước ra khỏi cái nhà tù có tên gọi là Love Lock Center uh, Love Lock Correctional Center ở bên ngoài thành phố Reno trở thành một người đàn ông tự do sau 9 năm tù đây là một trong những bản báo cáo và ông ta không đi khá xa lắm ông ta giờ tới một cái căn nhà 5.000 square feet ở tại Las Vegas với lại Bentley và ở tại một cái quê. đây là cái nguyên văn của cái bản tin của tờ Los Angeles Times và trong đó họ đề tên là ông Trump chứ không phải là O.J. Simpson và quý vị ngay sau đó thì nó đã được điều chỉnh lại bởi uh, tổng biên tập của tờ báo này và nói rằng cái uh, phiên bản sáng ngày <laughs> sớm trước đó đã có một cái tình tình trạng sai lạc do tình trạng đánh máy sai và sử dụng sai tà, tà, cái tên uh, của Simpson rời khỏi cái uh, nhà tù gọi là Love Lock và nó đã được điều chỉnh lại đây là cái nốt của đài uh, uh, của tờ báo los angeles times thì ngay sau đó thì quý vị một số người đã phản ứng và họ đã viết trên trang mạng xã hội để họ phản ứng với vấn đề này và gần như cái phản ứng của họ cho thấy rằng là tờ Los Angeles Times dường như không bỏ một cơ hội nào để tấn công ông Trump và tìm cách gọi là móc tên ông Trump vào bằng mọi cách thì quý vị thật sự cái này thì họ nói rằng là à, lỗi do đánh máy họ đổ thừa là lỗi do đánh máy thì quý vị tại sao đánh máy chữ Simpson là chữ S và chữ Simpson và chữ Trump hoàn toàn khác nhau mà làm sao có cái lỗi đánh máy trong đây được quý vị nhưng mà vẫn có lỗi đánh máy lý do tại vì tất cả những nhân viên đánh máy và những ký giả của tờ Los Angeles Sam hay những nhà báo của tờ Los Angeles Sam họ đã được định hướng bởi cái người chủ trương của tờ báo này là tất cả đều phải có tên Trump thì mới bán được báo không có tên Trump thì không bán được báo cho nên đó quý vị họ bị định hướng trong cái tiềm thức và trong đầu của họ cho nên đánh tin đánh tin bất cứ một cái gì đó là họ nhét cái tên trăm vô họ nhét cái tên trăm vô và quý vị đây là cách gây chú ý của tờ Elder Time có chủ đích mặc dù sau đó họ ô cái này là lỗi lầm đánh máy sai rồi chúng tôi sửa lại rồi nhưng họ cố tình tôi nói là họ cố tình thay vì vì cái tin của OJ Simpson báo nào đại nào cũng đăng hết thì nếu mà họ cũng đăng thanh thì chắc gì họ cạnh tranh được với người khác Cho nên phải làm bộ sai lầm đánh máy Thay vì tên o J. Simpson Thì đánh, đánh là chữ Trump bước ra khỏi nhà tù Và nó nằm ngay trong cái dòng chữ là ra khỏi nhà tù Chứ không phải nằm ở cái dòng chữ khác Ví dụ như dòng chữ là Trump đã, đã có một cái quá trình hoạt động trong ngành NFL Tức là cầu thủ NFL nổi tiếng đi Thì mình còn có thể nghĩ rằng là nó có cái gì đó khác đằng này nó nhét ngay trong cái cụm từ có chủ ý là trăm bước ra khỏi nhà tù năm 2017 bảy. lúc đó ổng đang là tổng thống Mỹ thì bây giờ quý vị <laughs> điều này cho thấy rằng là gì quý vị thứ nhất là cái sự gọi là càng lúc càng tinh vi của những tờ báo lá cả những tờ báo mà được xem là mainstream này bây giờ đang biến thành tabloid tức là lá cải câu chuyện này tôi kể cho quý vị nghe là bởi vì sao là bởi vì những kẻ này là những kẻ làm báo vô lương tâm. Quý vị đã từng chứng kiến năm 1997 ai gây ra cái chết của công nương Diana. Quý vị, ai đã khiến cho tài xế lái xe lạc tay lái ở tại Paris và dẫn tới cái chết của công nương Diana? Chính là tên những tên ký giả, nhà báo săn hình một tấm hình đó là nó hốt tiền rất là nhiều Cho nên nó rượt theo cái chiếc xe của công nương Diana Và khiến cho tài xế bị lạc tay lái Và cuối cùng gây tai nạn và công nương Diana qua đời năm 1997 Quý vị còn nhớ nếu những ai đã sống qua cái giai đoạn 90 Đều nhớ cái sự kiện này Và quý vị <laughs> lúc đó gần như đám truyền thông lên tiếng binh vực cho nhau dữ lắm Nó không thừa nhận cái việc mà săn hình của nó đã trở thành một cái động một cái hành động khiến cho dẫn đến cái chết của công nương đà nà sau vụ này dân chúng mỹ phản ứng rất mạnh dân chúng âu châu thì họ coi chuyện đó bình thường lắm quý vị nhưng mà dân chúng mỹ phản ứng rất mạnh dân chúng mỹ phản ứng rất mạnh bởi vì cái này, hành động này họ xem là hành động vô đạo đức của những tên đi săn hình những người nổi tiếng và quý vị còn nhớ là chính lúc michael jackson còn sống là tất cả nhà của Michael Jackson là treo màn đen hai lớp hai lớp mà màn đen luôn chứ không phải một lớp nữa lý do là bởi vì Michael Jackson nói chỉ cần một lỗ kim nhỏ thôi là cái ống kiến nó rung vô là nó chụp được luôn hình ở bên trong nhà của mình luôn do đó phải treo hai lớp màn để mà chặn đứng cái cuộc săn hình của đám gọi là truyền thông lá cải gọi là tabloid chuyên môn đi săn hình và cái vị còn nhớ tờ Inquirer một tờ báo được mô tả là lá cải của Hoa Kỳ. Thì quý vị, tờ báo này ngày xưa thập niên 90 đó quý vị, nó được xem là một trong những cái tâm điểm tranh cãi. Bởi vì sao? Nó sẵn sàng dựng chuyện, đăng sai sự thật và hình ảnh để nó bán báo. Và quý vị, mỗi lần nó bán ra là trên một triệu bản. Ít nhất là trên một triệu bản. Có những câu chuyện hot tới mức nó bán tới 2 triệu bản. Một bản là một cái bản báo của họ tối thiểu là từ 5 cho tới 10 Mỹ Kim. Tức là họ thu mỗi một tuần Tại tài báo này là Inquirer là tuần báo Họ thu từ 5 triệu cho tới 10 triệu Từ 5 triệu cho tới 10 triệu Và lúc đó họ nói thẳng luôn Họ chấp nhận những đơn kiện Tại đơn kiện tới nơi cái Họ đề, họ điều đình Họ điều đình Họ hòa giải ngoài tòa Với cái số tiền vài trăm ngàn Mỹ Kim Thì quý vị Tờ báo này đi theo chủ trương đó Tức là chấp nhận cho kiện Điều định ngoài tòa tốn vài trăm ngàn tiền kiện nhưng bù lại họ bán tới cả 5 10 triệu một tuần lễ. Tức là họ bán tới một triệu cái ấn bản mỗi một tuần lễ, ít nhất là một triệu. Thì cái quy tắc của tờ Inquirer là chuyên môn khai thác những cái này và thậm chí là dựa dựng tin bằng cách là dựa trên ABCD gì đó rồi đăng hình lên. Thì quý vị, đây là cái cách của tờ Inquirer làm ăn. Họ kiếm tiền bằng cách này và bây giờ thì do cái tình trạng mạng xã hội thì tờ này gần như là vẫn còn nằm trong những ngôi chợ nhưng có vẻ người ta không xem nữa rồi tại vì bây giờ tất cả mọi thứ đều được tung lên mạng xã hội rồi không còn tình trạng độc quyền những cái tin độc quyền nữa cho nên tờ inquirer bây giờ gần như bết bát vô cùng tuy nhiên tôi không nói tới tờ inquirer hay là những cái hành động của những tên uh, paparazzi tức là những tên đi săn hình mà tôi đang nói bây giờ những tờ báo tự nhận mình là mainstream như tờ Los Angeles Times. Quý vị, tờ Los Angeles Times là một tờ báo khuynh tả. Có này nói là thiên tả rất là nhiều. Thật ra ở khu vực ở dưới Nam Cali đó thì trước đây hai tờ báo cạnh tranh với nhau. Thì tờ OC Register tức là tờ báo ở quận Cam đó thì là tờ báo của khối bảo thủ. Còn tờ LA Times tức là tờ Los Angeles Times đó, là tờ báo của thiên tả tức là cấp tiến. Rồi sau này đó thì tờ LA Times mua lại luôn và họ thôn tính luôn tờ OC Register họ biến tờ báo này trở thành một cái tờ báo gọi là cái công cụ của họ để mà đưa tin thì quý vị cả hai cái tờ báo này OC Register và LA Times, bây giờ số bán nhật báo của họ số bán LA Times số bán của họ là trung bình 500.000 số mỗi một tờ, mỗi một ngày còn thua cho tờ The Apple Times The Apple Time Cái số bán lên tới từ 600.000 Tới 800.000 số mỗi ngày Trong khi đó The Apple Time Chỉ có 500.000 số thôi Tức là họ bớt bát tới mức như vậy Nhưng mà bởi vì sao quý vị Họ muốn đẩy số bán lên Muốn đẩy số bán lên thì phải nhét tên ông Trump vô Bất kỳ một cái tin nào cũng nhét tên ông Trump vô Là sẽ bán được báo Họ nghĩ như vậy Và họ đã làm Và chính vì vậy mới có cái tình trạng Mà họ nói rằng là đánh chữ sai làm sao đánh chữ sai chữ OJ Simpson và chữ Trump nếu như mà có đồng âm đi Thì nó cũng còn có thể giải thích được Chữ Trump nó hoàn, hoàn toàn khác biệt với chữ OJ Simpson mà quý vị Nhưng mà nó vẫn viện cớ đánh chữ sai Đây là cái thái độ có chủ đích Đưa lên xong lấy xuống Lấy cái chữ đó xuống thì bài báo đó người ta đọc nhiều hơn So với những cơ quan truyền thông khác đều loan tin là OJ Simpson qua đời Thì chỉ cần một cái tweet nhỏ thôi để lộn cái tên Trump lên thôi Để cho người ta chú ý tới bài báo trước đi Rồi sau đó tháo nó xuống đổi chữ khác Thì quý vị đây là cái cách của những cái nhân vật được xem là trước đây Làm nghề báo chí mà thuộc dạng tabloid tức là lá cải Bây giờ quý vị nó áp dụng luôn cả các cái công ty truyền thông tự nhận mình là mainstream dòng chính Gần như cái hội chứng Trump đã xuất hiện, đó có quý vị thấy MSNBC không có ngày nào Mà họ không nhắc tới tên ông Trump Nhưng mà họ nhắc tới Với cái, cái tính chất gọi là bôi nhỏ Chà đạp Và à, chọc quê Chứ họ không có đưa tin một cách chính đáng đàng hoàng Rồi quý vị Chưa kể những cái tờ báo khác Cũng tìm cách nhét tên ông Trump vô Tại vì tên ông Trump đang là một Thương hiệu hiệu chứng, đang là một cái Thương hiệu không kém gì trong lĩnh vực chính trị Nếu mà so sánh, thì nếu mà bên à, ngành giải trí cái tên Taylor Swift trở thành một cái biểu tượng cứ để tên Taylor Swift vô là người ta nhào vô người ta đọc thôi không cần biết tin đó như thế nào cả thì bên lãnh vực chính trị nhét tên ông Trump vô cũng vậy không cần biết nó tin gì hết chỉ cần thấy cái tên Trump là người ta nhảy vô do đó những tờ báo những công ty truyền thông này ngày nào cũng phải ở cái thế nhắc tên ông Trump dù tốt dù xấu mà đa số những cái đám truyền thông này thì nó đưa tin xấu không à thì quý vị rõ ràng ngay cả hôm trước tôi đã từng nói với quý vị Là khi mà ông Trump sát nhập cái công ty truyền thông xã hội của ổng Vào cái công ty truyền thông của ổng Thì tờ LA viết một bài rất là dài Chà đạp cái cái trang mạng xã hội của ổng Trong khi nó không nhìn lại mình Ông Trump có 5 triệu view mỗi tháng Ông Trump có 5 triệu view mỗi tháng, nó có 500 ngàn thôi. Thì làm sao nó bằng được ông Trump? mỗi một ngày chứ mỗi một ngày trung bình của ông Trump là có 2 triệu view xin lỗi quý vị mỗi một ngày trung bình là từ 2 triệu view cho tới 5 triệu view trên cái trang tru sô của ông Trump trong khi tờ LA Times 500 000 số 500 000 số thôi tức là ông Trump hơn nó rất nhiều nhưng mà nó chà đạp trong khi đó thì cổ phiếu của nó nó vẫn muốn đẩy lên cổ phiếu của tờ Los Angeles Times vẫn muốn đẩy lên trong khi cổ phiếu của ông Trump thì lên, lên ngất trời thì quý vị cái kiểu của LA Times nó không khác gì cái kiểu của tàu Washington Post hết. Một hướng đông, một hướng tây. Thì quý vị, đây là cái tôi gọi là cái hội chứng Donald Trump, tức là Donald Trump Symbol. Tức là nó trở thành một cái hội chứng rồi. Phải nhắc tên Trump thì mới có thể, mới bán được báo. Phải nhắc tên Trump bất kể như thế nào, bất kể đạo đức nghề nghiệp luôn. Tôi đã từng kể cho quý vị nghe về cái câu chuyện của công nương Diana chỉ vì săn tấm hình của bà mà đám này đã rượt đuổi bằng xe gắn máy lẫn xe hơi để mà ráng thu hình chụp hình của bà ngồi trong chiếc xe Mercedes. Kết quả làm cho tài xế lái xe của bà bị lạc tay lái. Và quý vị, từ cái vụ này thì chúng ta đã đã một dạo chúng ta đặt lại cái đạo đức của đám làm truyền thông. Thì hôm nay quý vị, cái đạo đức này lại một lần nữa phơi bày ra cho quý vị thấy. Thật sự tôi đã nói với quý vị là đám truyền thông này Nó chỉ biết có tiền Và nó chỉ biết có cái lượng view và lượng xem thôi Nó bất chấp tất cả mọi thứ Nó không còn cái quy tắc chính đáng Và được à, mọi người Kính trọng trong cái giấy truyền thông nữa Gần như là tụi nó đạp đổ hết rồi Đó quý vị thấy cái bài vừa rồi Mà trong cái cuộc phỏng vấn của à, Bà ký giả Từng đoạt giải nha quý vị Bà là ký giả điều tra Bà là một investigator journalist Tức là một nhà báo điều tra bà đã bị sa thải bởi đại truyền hình CBS hồi tháng 2. Và bây giờ bà ra điều trần trên sàn Hạ Viện đó. Bà Harris bà tên là Catherine Harris Thì quý vị, bà nói cái cảm giác của bà khi mà cái văn phòng của bà khi bà bị đuổi việc nói vô nó lấy hết tất cả những tài liệu và kể cả những thông tin mật của bà. Bà cảm thấy là có một cái trận hãm hiếp ký giả. Bà dùng chữ rep tức là journalist rep tức là hãm hiếp vào cái nghề ký giả của bà cho thấy rằng những cái tên mà đang nắm quyền lực ở trong giới truyền thông bây giờ nó đi tới cái mức gọi là bất chấp thủ đoạn vì cạnh tranh vì cạnh tranh vì quảng cáo nó bất chấp tất cả thủ đoạn tại vì sao quý vị bây giờ nó còn đi còn khủng khiếp hơn nữa là ngày xưa nó khủng khiếp là bởi vì nó thống trị nó có quyền lực người dân muốn biết thông tin phải đi ngang truyền thông mới biết được không đi ngang truyền thông không ai biết tin hết cho đó truyền thông trước đây người ta vẫn gọi là đệ tứ quyền. Thì quý vị nó đã lợi dụng cái quyền lực này nó thao túng định hướng người dân rất là nhiều. Rồi sau này khi mạng xã hội ra nó bị vỡ một phần. Thì quý vị bây giờ nó phải cạnh tranh với mạng xã hội. Mà mạng xã hội thì nó là thiên biến văn hóa người dân bình thường vẫn đưa lên được. Tức là cái quyền đưa thông tin không còn độc quyền nữa. Và phải cạnh tranh. Do đó quý vị nó bất chấp mọi thứ miễn làm sao mà cái trang của nó được người ta coi nhiều nhất. Và nó maximize tất cả cái quyền lực của ngành ký giả, ngành truyền thông để nó đạt được mục tiêu này. Kể cả cái việc mà quý vị cố tình đánh lộn tên. Đây là cái cách của đám truyền thông tờ LA Times. Bởi vì tôi nói cái hội chứng của ông Trâm cũng nguy hiểm lắm. Mặc dù rằng là nó nhắc thì ổng có lại giống như năm 2016. Nhưng mà quý vị nó lợi dụng cái tên Trump này, nó tìm cách gọi là bôi nhọ rất là nhiều. Nó bôi nhọ rất là nhiều, quý vị. Cái dòng chữ, tại sao không để cái dòng chữ là Trump đã làm trong NFL nhiều năm, trở thành một cầu thủ nổi tiếng. Mà cái dòng chữ Trump này nằm ở cái chỗ mà bước ra khỏi nhà tù. Năm 2017, Trump bước ra khỏi nhà tù. Rồi sau đó nó nói, ô, ô chê Simpson bước ra khỏi nhà tù, chứ không phải Trump. 2017, ông Trump là tổng thống mà. Nhưng mà nó cố tình Nó bỏ vào cái dòng chữ đó Để mà nó thu hút người xem Bởi vì cái tin OJ Simpson biết chết Thì tất cả các cơ quan truyền thông đều loan Thì nó có cái gì đặc biệt hơn người khác Để người ta chú ý người ta đọc bài báo của nó đây Do đó nó phải chơi cái thủ thuật gọi là Đánh lộn tên từ OJ Simpson thành Trump Thì quý vị Đây cho quý vị thấy Là những cái công ty truyền thông này Càng lúc càng đánh mất cái quy thế của họ trong khán giả họ không làm cái nghề truyền thông với một cái khái niệm đứng đắn mà một là thiên vị đảng phái, hai là chạy theo quyền lợi của tài chánh của người xem của khán giả mà họ không đặt lên cái cái cái, cái tính chất gọi là nghiêm túc của cái nghề truyền thông. Thì tôi đã từng nói quý vị, nghề truyền thông nó giống như một cái vùng màu xám. Nó rất khó phân biệt được ai cũng nhân danh là công chúng muốn biết ai cũng nhân danh là mọi người muốn biết rồi ai cũng nhân danh là ô tôi có quyền bảo vệ nguồn tin của tôi tôi có quyền bảo vệ bí mật cái nguồn đưa tin của tôi nhưng mà kết quả thì quý vị 10 cái bản tin đưa ra đều đề, chữ dấu tên thì hết 8 bản tin là tin giả mượn danh nghĩa là ô căn cứ theo một viên chức giấu tên căn cứ theo một nhân vật thân cận với nguồn tin giấu tên để rồi đưa tin ra, đưa tin giả ra. Thì tờ Washington Post là cái tờ vừa đưa cái tin giả đó. Hôm rồi quý vị thấy không? Nguồn tin giấu tên từ trong nội bộ của Donald Trump cho biết là Donald Trump sẽ ép Zelensky nhượng đất cho Nga. Nhượng đất cho Nga để đổi lại hòa bình. Tới mức mà ông Trump lên trang tru sơ nói fake news rõ ràng. Nguồn tin nội bộ giấu tên. Quý vị, nó cố tình dựng tin trong lúc mà đang quốc hội đang duyệt xét cái ngân sách của Ukraine. Do đó nó có mục tiêu, tờ Washington Post nó có mục tiêu là nó sẽ tấn công ông Trump. Lợi dụng cái việc mà quốc hội đang ở Hạ viện đang giữ lại cái ngân sách của Ukraine chưa đưa ra sàn Hạ viện. Nó mở chiến dịch nó là tất cả nó làm cho mọi người suy nghĩ ông Trump là người điều khiển Hạ viện chứ không phải là ông Mike Johnson. Tức là nó cố tình gán nhãn cho mọi người thấy. Cho nên nó mới nói là từ nguồn tin giấu tên là Donald Trump sẽ ép Zelensky nhượng đất để đổi lại hòa bình. Tới mức mà ông Trump phải lên nói là đây là fake news. Và cuối cùng quý vị, và cuối cùng như thế nào? Khi mà ông nói rằng là ông muốn cho Ukraine vay tiền để mà à, mua vũ khí bằng cái hình thức cho vay chứ không phải là cho luôn. Thì quý vị, quý vị nó đã biến thành gì? Donald Trump trận cái ngân sách hỗ trợ cho Ukraine. Nếu Donald Trump lên làm tổng thống thì sẽ bỏ rơi Ukraine, sẽ cắt bỏ ngân sách cho Ukraine, sẽ rút ra khỏi NATO. Ông Trump có nói câu nào ông rút ra khỏi NATO chưa? Đúng không? Ông nói NATO phải à, tăng ngân sách quốc phòng, tức là ông muốn NATO mạnh lên. Còn nếu không tăng ngân sách quốc phòng, ông sẽ bỏ mặt cho Putin muốn làm gì làm. Chứ ông đâu nói ông bỏ, ông rời khỏi NATO đâu mà họ nói rằng là nó trở thành là ông Trump rời khỏi NATO. Ông Trump sẽ cắt bỏ ngân sách dành cho Ukraine. Ông Trump không hề nói cắt bỏ ngân sách. Ông chỉ đổi từ cái tiền việc mà tặng tiền cho thành cho vay tiền thôi. Tức là cái kho vũ khí của Hoa Kỳ có sẵn rồi, trị giá kho vũ khí đó bao nhiêu tỷ. Thì quý vị, bây giờ cấp cho Ukraine với hình thức là cho vay chứ không phải cho luôn. Nhưng mà qua đám truyền thông quân tả này nó gán nhãn trở thành cho luôn nó gán giảng trở thành là ông Trump chống lại cái ngân sách của Ukraine. Thì quý vị gần như là nó muốn tìm đủ mọi cách nhét cái tên ông Trump vào. Bởi vì thứ nhất là nó nhìn thấy rõ ràng. Trong những năm ông Trump cầm quyền, càng tấn công ông Trump, nó càng có độc giả ông. Từ CNN cho tới Washington Post. Nhưng nó không hiểu lý do tại sao lúc đó nó tấn công ông Trump thì cái lượng khán giả và độc giả nó đông. Còn bây giờ thì nó càng lúc càng rơi rụng. Cái vấn đề khác biệt là chính họ không hiểu được ý nghĩa của ngành truyền thông. Sở dĩ năm đó, từ năm 2017 cho tới năm 2021, lúc mà ông Trump cầm quyền, nó tấn công ông Trump, nó được nhiều khán giả, độc giả theo dõi. Là bởi vì nó đóng vai trò đối lập với chính quyền. Nó đóng vai trò đối lập với chính quyền. Đó chính là cái mục tiêu mà người dân tin tưởng là anh phải đối lập với chính quyền, anh phải giám sát chính quyền. Thì lúc đó quý vị, nó có rất đông đảo người xem. Nhưng kể từ khi ông Trump rời khỏi ghế Tổng thống, thì cái mức điểm tụi nó sụt giảm thê thảm. Nó vẫn neo theo ông Trump mà, ngày nào cũng vậy đó. Tờ LA Times đó, cố tình đánh lộn tên luôn. Nhưng mà vẫn không vực dậy nổi khán giả. Là bởi vì ông Trump không còn là nằm trong chính phủ nữa. Ông đang là một ứng cử viên đối lập đáng lý nếu nếu họ quay sang tấn công Joe Biden thì họ sẽ có độc giả và họ sẽ được tăng lượng là bởi vì tôi đã nói ngành truyền thông ngoại trừ cái ý nghĩa đưa tin ra đưa tin cho công chúng ra thì truyền thông phải đóng vai trò đối lập để giám sát cái đảng cầm quyền giám sát cái ông tổng thống cầm quyền để mà quân bình quyền lực và cho người dân thấy được nhiều góc cạnh của vấn đề Do đó người dân mới tin tưởng Còn bây giờ tụi nó che đậy cho Biden Nó dồn mỗi nỗ lực tấn công ông Trump Thì người dân nó Ê Tao cần tụi bay giám sát cái người đứng đương nhiệm kìa Chứ tao đâu cần tụi bay giám sát một ứng cử viên Do đó quý vị Đám này càng lúc càng tấn công ông Trump Thì lại càng mất độc giả Trừ khi nào ông Trump trở thành tổng thống trở lại Thì có thể nó được tăng độc giả là bởi vì lúc đó đúng vai trò là đối lập với lại cái à, hành pháp tức là kẻ cầm quyền. Còn bây giờ quý vị, nó nhí, nó dí ứng cử viên đối lập nó tấn công còn nó che đậy cho cái kẻ cầm quyền là Joe Biden thì nó có khác gì mấy cái chế cái, cái, cái báo chí tuyên truyền của chế độ cai trị đâu, của cộng sản đâu. Cứ người nào đối lập lên là nó gán nhãn cho phạm tội ABC về hình sự để nó triệt và cuối cùng thì những người đó bị kết tội ở những quốc gia này và tụi nó binh vực bao che cho cái chế độ cai trị nó có khác gì báo chí cộng sản đâu thì quý vị do đó tại sao cùng một cái hành động tấn công ông trump lúc ông cầm quyền thì tụi nó có nhiều cái độc giả xem nhiều khán giả theo dõi nhưng mà bây giờ thì bị mất là bởi vì bây giờ trong giai đoạn này người ta cần họ tấn công giám sát Joe Biden tổng thống đương nhiệm nhưng tụi nó không làm ngược lại còn bao che nữa. Ngược lại còn bao che cho Biden nữa. Trong khi đó thì nó rượt ông Trump hết từ cái giờ này tới giờ phút khác. Cứ là một cái chi tiết nào ở trong cái tòa án, trong các cái cáo trạng của ông Trump, nó đều thổi lên hết. Còn cái vấn đề mà tham nhũng của Joe Biden và gia đình của ông ta thì tụi nó im lặng. Toàn toàn im lặng hết đích thân chủ tịch của quỹ ban giám sát hay quỹ ban tư pháp đưa ra những thông báo nó lơ hết chỉ có mấy công ty truyền thông khuynh hữu là đăng lên thôi còn đám truyền thông quanh tả này nó lơ hết luôn do đó quý vị cái thái độ này chính là làm cho cái ngành truyền thông đã bị mất chữ tín trong khán giả và càng lúc càng mất niềm tin cuộc thăm dò mới nhất cho thấy đó quý vị thấy là cái viện poll research poll research không phải là cơ quan truyền thông nó là một cái công ty chuyên về nghiên cứu và thăm dò thôi Thì quý vị cho thấy rằng là tới 78% người dân đã không còn tin tưởng vào đám truyền thông nữa 78% Con số nó nói là trong hơn nửa thế kỷ qua Chưa bao giờ thấy rằng là giới truyền thông suy giảm tới mức độ này Tôi không nói những cuộc thăm dò của AP AP vẫn là một công ty truyền thông Chẳng qua là nó là một hãng thông tấn thôi Thì nó còn có cái tính chất gọi là thiên vị cho nên tôi không nói còn Pew Research hay là Quinnipiac, trường đại học Quinnipiac là những cái trường đại học và Pew Research là cái tổ chức chuyên về nghiên cứu và thăm dò thì họ đưa ra những con số cho thấy là người ta mất niềm tin hoàn toàn với là giới truyền thông. Tại vì đám truyền thông bây giờ không làm đúng vai trò của họ nữa. Họ đã đánh mất tất cả cái ý nghĩa của truyền thông rồi. Họ đã tự đánh mất hết rồi. Họ đào họ đào tạo cái thế hệ truyền thông kế tiếp đầy thiên vị Bây giờ cái đám ký giả mà từ hai mấy tuổi cho tới bốn chục tuổi đó các vị Đều bị branch hết rồi Đều bị tẩy não hết rồi Cho nên nó nghĩ đó là quy tắc đúng Nó nghĩ đó là quy tắc đúng Nhưng thật ra tất cả đều đã bị chi phối bởi những cái đám thiên tả ở trong đó Nó thao túng hết rồi Nó đặt ra những quy tắc mà nó rồi nó dạy những quy tắc đó trong trường đại học Bây giờ đám ký giả mà mới ra đời thì tôi, tôi nghĩ một khuôn một, một khuôn một chỉ có những ký giả lâu năm sống trong nghề lâu năm, họ phân biệt được thôi. Còn cái đám ký giả mới ra đời kỳ này đó quý vị, từ 40 tuổi trở xuống đó, là tôi nói quý vị, nó bị brainwash hết rồi. Nó bị tẩy não hết rồi. Bị tẩy não từ trong trường học, bị tẩy não bởi những cái quy tắc được đặt ra. Do đó quý vị, đây là cái mà tôi cho quý vị thấy là đám truyền thông càng lúc càng mất thế lực càng lúc càng mất đi cái chữ tính ở trong khán giả, càng lúc càng mất niềm tin. Và chính đám này cũng là cái đám thủ phạm chính của các cuộc bất ổn xã hội. Chính đám này là cái đám mà nó đã kích động tất cả những cái cuộc bất bạo loạn trong xã hội. Không ai khác hết. Và bây giờ nó đang chứng kiến sự phá sản của nó cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay trong chương trình thảo luận đặc biệt phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau bye bye